Biết vậy đó. Nhưng việc này rất gấp, vì có thể sau hôm nay hắn ta sẽ xóa mọi bằng chứng không có lợi. Hoa này, em viết rất nhiều chuyện trinh thám thì em phải hiểu cho công việc của bọn anh chứ. Đâu có phải là thích điều tra là đi điều tra được đâu. Muốn xét án ấy phải dựa vào chứng cứ phạm tội và còn nhiều thứ khác nữa. Anh có thể tin em một lần được không? Anh cứ lo là em rời sớm rồi. Nhưng như thế này là tốt rồi. Không hẹn mà gặp. Một lần gọi là duyên. Hai lần liên tiếp là chúng ta nợ nhau rồi. 20 năm rồi. Nợ lần nếu có thì cũng phải xóa bỏ đi thôi. Nếu không còn duyên nợ, chúng ta vẫn nên là bạn. Cô Diễm này, cô không thay đổi gì cả. Toàn tự làm khó mình. Bà im đi. Định cướp chồng con này à? Tôi nói cho chị biết, tôi không phải là bà Lụ. Khôn hồn thì xéo đi. Mẹ. Con đi làm về sớm thế. Con tiện đường xử lý công việc, xong thì về luôn. Cô Diễm này, dù cô có là ai, thì cũng không được phép cư xử với mẹ tôi như vậy.